Hôm nay là ngày 15 tháng 9 2022, tức là ngày 20 tháng 8 âm lịch. Hôm nay mấy anh em tổ chức cái đám cưới cháu Hiền con anh Du ở trên Bắc Cạn. Vừa đi vừa ngắm cái cảnh vật xung quanh hai bên đường rất là đẹp. Sang đường nó rồi đấy nhỉ? Chưa sang đường bây giờ còn chưa qua cầu cạn. Đây đường cao tốc đi lâu rồi đấy. Lâu rồi chứ. Đây là đường cao tốc lâu rồi. Phú Sơn ra là ra luôn rồi đấy đúng không? Đây đến cầu cạn rồi nè. Đường này khu này cái đầu kia là có vườn tam giác mạch đấy phải không? Đấy, thung lũng. Thung lũng hoa tam giác mạch đây. Thung lũng tình yêu. Đấy ạ. Đấy, trước là bọn nó chụp ảnh chứ biết view chụp ảnh thung lũng tình yêu à, khu trên này bọn nó hay đứng chụp ảnh này. Tạo dáng là rơi mẹ xuống. Chỗ trên chuyên là bọn đứng chụp ảnh cái chỗ kia cầu cạn số 3 ba leo lên trên kia là gì ôi nó lên bình thường đây mấy cụ này đã tham quan mà làm gì nó cao mình đi leo nó còn đầu cái gì thế ông này đứng ngay chụp ảnh rồi. Núi đá này ăn thua gì bọn hữu lũng Lạng Sơn nó trồng ấy trồng na ấy nhỉ yeah. Toàn núi đá đây trồng na được chính đây trồng na nó hợp với đá nó hợp với hợp đá nó mát mẹ nó ăn đắt ơi là đắt nhỉ con na đấy chỗ này nhìn đẹp cầu ác vậy chưa ăn thua thì bằng cầu trên Lào Cai. Cầu Lào Cai trụ cầu nó cao 83 m. Gọi là cao nhất gọi là cả nước luôn trụ cầu. Xây trụ cầu phải có cầu tháp. Cầu tháp để đấy. Cái này mình đứng chưa đằng này trụ đẹp. Này trên đỉnh đỉnh nhìn xuống thì nó. Dưới lên nhìn nó chưa ghê. Lên cổng trời. Rồi nó lên đến cổng trời à. Thế mới nuôi được chúng mày ấy. Mới nuôi được vợ mày. Chú cái cầu phát sóng thì sẽ đỉnh nhỉ. Tít trên đỉnh. Quất quất với cái tít trên đỉnh nhỉ. Úi kìa. Chót vót. Chót vót trên núi đá đấy, không phải núi đất đâu, mà đất mờ, mờ. Mà. Đấy, bình thường. Nó càng cao bằng phát sóng nó càng bắt rồi. Bây giờ ở đây nó đồi núi nhiều nó phải cắm chỗ cao nhất. À đấy nhìn thấy thôi cái đường này lên bình thường mà ngựa nó thô lên thì bình thường chứ đâu. Trông nó còn thoi thoải. Nó vẫn còn được đường lên, có chỗ vách đá dựng đứng. Mẹ nó nói này thôi, khổ nhất cái bọn đi khảo sát ban đầu ấy. Chứ còn trở lên là nó còn thuê người cái nhiếc. Lúc khảo sát ban đầu mới là ghê. Mẹ leo trèo rừng đồi suối mẹ nằm dao, nằm ở trên đấy phát đường. Nằm ở trên đấy ngủ mẹ ở trên đấy mà do đến giờ này cô ăn chả tan về mẹ hết mày mấy giờ ăn thằng chưa, không được chuẩn bị gấp cái lại thấy lên cộng chẹt lên đông thế chứ vậy đông đẹp thì anh em nhà nó anh em nhà nội nó đông lắm bọn nhà cung nhà sắc rồi anh em nó đông đoàn thằng muốn được thì chào khách đến này. Long này không kịp ăn lắm thì vừa đi Thái Nguyên mấy đang ở Thái Nguyên rồi mà lạnh thôi. Này, anh em đã đến đám cưới, em đi từ lúc 7 rưỡi thì đến 9 rưỡi đến nơi. Ở trên này khách người ta mời 10 giờ, thì bây giờ đúng hơn 10 giờ, bây giờ 10 rưỡi bắt đầu vào, bây giờ bắt đầu vào đám cưới. 100 m. Cho nó vào bên trong này đừng buộc. Cho nó vào bên trong là nó không bay ra. Cái quạt. Cái quạt thôi. Vừa nãy cho. Chào nhá. Bây giờ cả nhà một lượt đây. Anh bảo chúng tôi uống rượu thật đi.
Cái này là rượu thật đấy. Không sợ say đâu. Toàn nước lã vào uống. À thế từ nãy giờ là không có rượu thật. Nha, chúc mừng chúc mừng các cháu nha. Con dâu nhà cứ đứng sau con được cảnh nhá. Đúng là 97 rô ấy. Đúng biển nhà mình. Đúng biển nhà mình. Uống rượu say quá. Uống rượu say quá là về thăm cái trại dê của ông anh. Đấy. Ông anh ông nuôi dê. Nuôi dê này, nuôi chuồng chim bồ câu. Máy thái thức ăn cho dê này. Con này con dê đực. Con này con dê đực nhìn dáng rất rất là ngon. Nhà sàn. Làm nhà sàn cho dê ở Hoành Tráng. Này, vào đây thăm cái chuồng dê nhé. Dưới này là cái chuồng dưới này để phân này. Trên này là nuôi cái chú dê. Đấy. Mấy chú dê này ăn rau ở đây. Hôm nay đám cưới không thả được, lấy thức ăn về hái cho nó ăn ở tại chỗ. Đấy. Rất tuyệt vời. Dê này bình thường thả trên núi thôi nha. Đây rất là nhiều núi. Thả trên núi hết đấy. Hôm nay là bận. Đây này. Đây có một cửa này. Đây có một cửa này là thả lên rừng kia. Đấy. Sau cái bờ cao cao kia là cái bờ của cái ao, cái đầm. Đầm nó rộng lắm. Rồi cá trong nó rất to. Bây giờ uống rượu mệt quá không leo được. Đây là đồi trồng cây. Có đồi cao tít chót vót này. Dê nó leo này. Đấy. Dê là thả toàn thả trên đồi thôi. Hôm nay là gia đình có việc bận cho nên là nuôi cũng ít thôi mà. Có hai chuồng chuồng kia với lại chuồng này. Nuôi ít thôi. Nhưng mà đa số là thả trên rừng. Hôm nay việc bận nên thả nhà. Đấy, còn đây là gà. Ai dạ, chuồng gà này cũng được đấy. Đây, các bạn xem. Gà này cũng tự thả ra đồi, nó đói thì về ăn, nó cũng không chẳng có gì ăn. Nhìn nó không có gì ăn này. Toàn lên đồi kiếm ăn này. Trứng này. Tuyệt vời luôn. Sống ở rừng nó, sống ở gần núi đồi nó thế. Rất là khoái. Đấy, mấy chú dê này, thịt thì dê này là dê lai nha, không phải dê ta. Dê lai nhưng mà nuôi chăn thả đồi. Dê ta là nó bé hơn. Ta nó không to này. Nó sợ. Sợ không sợ, không sợ sợ. Dê ta tai nó không to này đâu. Đây dê ta đây. Đấy. Rồi, bây giờ lại lên đường trở về đó. Rượu cũng hơi nhiều. Cảnh hai bên đường đây phải nói là tuyệt vời. Nhìn nó đường làm toàn giữa các núi đá. Mình chưa được lên Mèo Vạc Hà Giang, nhìn đường Mèo Vạc Hà Giang thì cũng nó dốc hơn như này.
đá tai mèo nó nhiều hơn, nhưng ở đây được cái là núi đá nhưng mà cây cối cái thứ mọc nó vẫn xanh tốt, đẹp hơn, bằng phẳng hơn. Đấy, nhìn cảnh này, hai bên, một bên là sông, một bên là núi, hàng quán ở dưới đường. Nhà em là mà con mấy tên? Bây giờ gọi là chặng dương nghỉ giải lao đó. Chào gái. Ăn mấy con này gọi là miền Nam gọi là đuông dừa, còn mình gọi là đuông cọ, đúng không? Con này con là đuông cọ này. Còn nếu như ở miền Nam thì gọi là đuông dừa. Đây là xào măng nhá. Xào măng chua. Lá lốt. Đấy. Uống với bia. Nó ngọt tuyệt vời luôn. Nói chung là nhìn thì ghê gớm nhưng mà ăn thì nó là ngọt tuyệt vời luôn. Uống với bia này thì tuyệt vời rồi. Nó nói rồi phải làm. Đuông cọ. Cái này gọi là đuông cọ. Rồi đấy phải dứt khoát đấy. Anh em này. ATK. Sống với núi rừng. Rồi ok. Hết à? Có đồng máy ạ. Đây em đang rót hơn một đấy. Con này ngon. Trước kia nó không có cây thông này. Khuôn ngàn.